Đây là cuộc phỏng vấn đau đầu nhất từ trước đến nay. Thí sinh chất lặng khi nhận đề thi, bởi vì thứ họ được phát là tờ giấy trắng, không có đề bài. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt bối rối, nhưng không ai dám manh động. Bởi vì mới vừa đây thôi, giám thị công bố 3 quy định, không được phép làm bẩn bài thi, không giao tiếp với giám thị hoặc bảo vệ và cấm rời khỏi căn phòng này, dù chỉ nửa bước. Vi phạm một trong những điều này sẽ dẫn đến việc bị loại. Anh ta cũng nói chỉ có một câu hỏi trong cuộc phỏng vấn này, và đáp án cũng chỉ yêu cầu có một, không hơn không kém. Cuối cùng, giám thị hỏi lại các thí sinh lần cuối, còn ai có câu hỏi gì không? Đương nhiên là không rồi, cấm người ta giao tiếp với mình xong giờ bỏ vậy, thì ai mà dám mở miệng đây ông già. Sau đó, giám thị bấm đồng hồ và quay người rời đi. Thời gian từng chút một qua đi, đáp án thì chưa ai nghĩ ra. Người thì đập bàn, người thì run chân, ngày càng lo lắng hơn. Lúc này, người phụ nữ châu Á cảm thấy không thể ngồi yên được nữa. Thôi không cần biết là thật hay giả, cứ viết trước rồi tính tiếp. Nhưng cô vừa mới hạ bút xuống viết mở bài thì đã bị lính canh đưa ra ngoài. Người phụ nữ châu Á bị loại, vì cô ấy đã vi phạm quy tắc đầu tiên là làm bẩn tờ giấy thi. Thấy vậy, những người khác vội vàng đặt bút xuống. Lúc này, người đàn ông White đã phát hiện ra bí ẩn. Nếu giám thị bảo cấm không được làm 3 điều thì chỉ cần không vi phạm 3 điều này, những cái khác đều có thể làm. Chẳng hạn như có thể đứng dậy, đi lại, nói chuyện với nhau, hay thậm chí là phá hủy mọi thứ trong phòng. Đương nhiên, cũng có thể tàn sát lẫn nhau nếu muốn. White đề nghị mọi người trước tiên hãy làm việc cùng nhau, teamwork đồ đó. Hãy cùng tìm ra xem vấn đề rốt cuộc là nằm ở đâu. Trước hết, người phụ nữ ở trung tâm, được gọi là Blan đưa ra phỏng đoán đầu tiên. Bài thi có thể được vẽ bằng mực vô hình, nên cần một vài loại chất dẫn mới có thể làm chữ trong đó, hiện lên được. Và thế là mọi người bắt đầu cố gắng thử các cách khác nhau. Đầu tiên là dùng ánh sáng của đèn thông thường. Thấy không được, họ lại đập vỡ đèn thường, bật đèn khẩn cấp màu xanh, nhưng vẫn không khả quan. Họ tiếp tục dùng giày cao gót để đập vỡ đèn khẩn cấp. Tại thời điểm này, một loại đèn ánh sáng đỏ đặc biệt sáng lên. Thế nhưng kết quả không khác đi, vẫn là không được. Sau đó, White đưa ra phỏng đoán thứ hai, rằng biết đâu dùng bút chì tô đè lên thì sẽ hiện chữ. Thế rồi, không cần nói nhiều nữa, White nhanh chóng bắt tay vào thử suy đoán của mình liệu có chính xác. Anh điên cuồng dùng bút chì tô kín tờ giấy của cô gái bị loại ban nãy, nhưng vẫn vô ích. Vậy thì dùng nước được không nhỉ? White nhanh tay xé tờ giấy ra làm 4 mảnh, đưa cho Duck một màu và bảo anh ta dùng nước bọt để liếm ướt. Còn mình thì sẽ đi vào một góc để thử nghiệm với nước tiểu thần thánh. Kết quả là, ngoài màu vàng do ngấm nước tiểu với nước bọt ra thì chẳng có chữ nào hiện ra hết. Vào lúc mọi người đều rối bời, không suy nghĩ được gì nữa, người đàn ông đeo kính từ đầu đến giờ chưa mở miệng cuối cùng cũng lên tiếng. Anh ta nói ra những lời vô cùng khó hiểu. Đại khái thì ý của anh ta là mọi người hãy dùng con tim để nhìn nhận mọi thứ. Thế nhưng luận điểm này của anh đã bị White chế giễu là hoang đường, ngáo đá. Lúc này, cô gái đeo kính bắt đầu phổ biến kiến thức về công ty DATAPGEV cho mọi người. Vào khoảng 10 năm trước, có rất nhiều người mắc phải căn bệnh lạ và rồi từ từ chết đi. Sau đó, giám đốc điều hành của công ty này đã phát minh ra một loại thuốc thần kỳ, trực tiếp giảm một nửa tỷ lệ tử vong. Và với bằng sáng chế này, công ty DATAPGEV trở thành công ty dẫn đầu toàn cầu trong ngành y tế. Nghe được những thông tin này, Lan cực kỳ phấn khích, vì bạn trai của cô ấy đang mắc phải căn bệnh lạ này. Và nhân viên của công ty này có thể tận hưởng lợi ích của việc mua thuốc với giá trị bằng một nửa. Vậy nên, Lan buộc phải thành công. Dường như trong lòng cô đã có một ý tưởng có vẻ khả quan. Lan từ từ đi về phía người canh gác, bởi vì quy định không được nói chuyện mà, thế đụng chạm là được mà. Và rồi, cô từ từ đưa tay hướng về phía anh ta, nhìn thì hơi biến thái rồi đấy. Đây là một cuộc phỏng vấn với mức lương hàng năm là hàng chục triệu đô, mức lương trong mơ của rất nhiều người. Lan vì muốn gian lận mà nhét tay vào túi quần của người canh gác một cách trơ trẽn. Sau đó, cô lấy ra được một chiếc bật lửa. Lan nhìn lên vòi phun nước chữa cháy, đầu bỗng nhảy số đỉnh hơn ban nãy. Giấy kiểm tra trông giống như giấy phim ảnh, mà ánh sáng đỏ giống như ánh sáng khêu gợi trong studio chụp ảnh. Vậy nên nếu thứ phun ra khỏi lỗ phòng cháy kia là chất rửa ảnh thì sao? Nghĩ đến đây, Lan vội vàng đốt lửa và muốn bật thiết bị cảm biến lửa lên. Nhưng chiều cao không cho phép thì phải làm sao đây? White nhiệt tình trao bài kiểm tra bị loại bỏ của người phụ nữ châu Á cho Lan. Cuối cùng họ cũng thành công mở được lỗ phòng cháy. Thế nhưng chất lỏng được phun chỉ là nước thông thường, chứ không phải nước rửa ảnh như họ phỏng đoán. Thế nhưng lúc này, lính canh đã đi thẳng đến chỗ của Lan. Lan vẫn chưa kịp thông não thì đã bị đưa đi rồi. Hóa ra, tờ giấy mà White cuộn lại và đưa cho Lan lại chính là tờ giấy kiểm tra của cô. Đắc, một người coi trọng nghĩa khí không thể chịu được cảnh này, nên muốn xông lên cho White một cú. Nhưng rồi đột nhiên đèn bị tắt hết đi. Hóa ra đèn được kích hoạt bằng giọng nói. Đắc vừa vô tình nói từ đồng âm của cụm từ tắt đèn, nên đèn mới bị tắt. Khi hét thêm một lần nữa với câu lệnh bật đèn, là đèn sẽ sáng trở lại. Thế nhưng White vẫn không chịu bỏ cuộc. Anh ta lại quay sang nói chuyện với người đàn ông đeo kính vẫn im lặng từ nãy giờ. White thậm chí còn lừa anh ta làm hỏng bài kiểm tra của chính mình. Và thế là, người đàn ông đeo kính đã bị loại. Thấy người đàn ông đeo kính khom người bước ra khỏi phòng, Đắc thực sự không thể chịu thêm được nữa. Anh ta lao đến và đấm cho White bất tỉnh rồi trói vào ghế. Sau khi tỉnh dậy, White hét lên rằng anh ta muốn uống thuốc. White có bệnh, mà lại là căn bệnh kỳ lạ ban nãy mọi người được nghe đến. Nếu không mau uống thuốc thì sẽ chết. Ngay khi mọi người đang cảm thấy hoảng sợ, thì nhận ra thuốc của White đã bị giấu đi mất. Mọi người lục soát lẫn nhau nhưng lại không thu hoạch được gì.
Why, người không thể uống thuốc, lại ngất lịm đi. Tuy nhiên, vào lúc này, người đàn ông có râu đột nhiên lên tiếng một cách đáng ngạc nhiên. Anh ta nói người phụ nữ đeo kính là kẻ phản bội. Chắc chắn cô ta biết đề bài là gì. Bởi vì trong cuộc trò chuyện trước đó, cô đã nói những hiểu biết của mình về công ty này một cách tường tận. Và thế là, người đàn ông râu rậm rách bắt đầu ép cung cô gái. Anh ta kéo căng mắt của cô ra, dùng tờ giấy thi làm vũ khí nhắm vào nhãn cầu. Người phụ nữ đeo kính hoảng sợ, cuối cùng thừa nhận rằng mình thực sự là một nhân viên của công ty này. Nhưng cô muốn thăng tiến trong công việc nên mới tham gia phỏng vấn. Vậy nên cô cũng giống như mọi người, không biết đề thi là gì. White đang hôn mê ở phía bên kia đột nhiên co giật. Nếu không được uống thuốc ngay thì chắc chắn sẽ đăng xuất. Lúc này, người phụ nữ đeo kính nhớ ra gì đó khi nhìn chằm chằm vào rách. Cô tìm thấy dưới gầm bàn của hắn ta một miếng bã kẹo cao su. Và thứ được gói bên trong chính là thuốc của White. Hóa ra là Jack muốn hại chết White, để giảm bớt sự cạnh tranh, để loại bỏ người khác, Jack cũng bắt đầu không từ thủ đoạn, kể cả cướp đi mạng sống của họ. Cô gái đeo kính đang cố cho White uống thuốc, thì Jack lao đến và hất văng viên thuốc xuống cống thoát nước. Thấy White sắp chết đến nơi, người phụ nữ đeo kính với bản tính lương thiện đã quay sang camera cầu cứu. Ngay sau đó, cô đã bị lính cánh lôi ra ngoài. Lý do là giao tiếp với giám thị, và thế là người phụ nữ đeo kính bị loại. Cô gái tóc vàng Lisa nhanh trí dùng kẹp tóc để gấp viên thuốc lên, cho White đang hấp hối uống. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại 4 người. Thời gian vẫn còn 10 phút cuối cùng. White, người được hồi sinh, bắt đầu phân tích lại. Giám thì nói rằng chỉ có một câu hỏi, điều đó có nghĩa là chỉ có một người có thể ở lại. Chúng ta phải loại bỏ những người khác bằng nhiều cách khác nhau. Cho dù có phải giết đối phương thì cũng phải làm. Nói đến đây thì mắt của White và Duck đồng thời nhìn vào khẩu súng của lính canh. Sau một hồi vật lộn lên xuống, White lấy được súng. Anh ta ngay lập tức lấy súng ra uy hiếp 3 người còn lại, để họ tự giác mà rời đi. Jack là người thuộc kiểu hiểu rõ thời thế sẽ thành anh hùng, nên bước ra khỏi phòng đầu tiên. Đương nhiên, Jack đã bị loại. Theo sau đó chính là Lisa. Nhưng khi đi ngang qua Duck thì cô đã nháy mắt với anh ta. Sau đó, Lisa hét lớn lên để tắt đèn. Duck nhân cơ hội bay về phía trước để cướp súng. Nhưng trong bóng tối, White cứ bắn loạn xạ nên đã bắn trúng vào ngực của Duck. Cùng lúc đó, White nhìn thấy một bàn chân. Hóa ra, Lisa chỉ trốn trong một góc mà chưa hề đi đâu cả. White đột nhiên nổi cơn tam bành. Anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc giết chết Lisa bằng một phát đạn. Thời khắc nguy cấp, chuông báo của đồng hồ đếm ngược vang lên. Thời gian đã đến, nhưng điều lạ là lính canh vẫn không có phản ứng gì. White giận tím người, liên tục gào thét vào màn hình. Và đúng lúc đó, lính canh từ từ đi tới và nói với White rằng anh đã bị loại. White ngơ ngác không hiểu gì. Lính canh đưa đồng hồ đeo tay của mình lên cho White xem. Cách thời gian kết thúc bài thi vẫn còn 30 giây nữa. Hóa ra là khi mọi người đang tập trung thảo luận đề thi, thì người đàn ông đeo kính đã lén chỉnh thời gian lên thêm 2 phút. White vừa giao tiếp với giám thị trên màn hình nên đã phạm phải một trong 3 quy định. White bị loại, giờ chỉ còn lại một mình Lisa. Cô nhặt chiếc kính bị rơi ở dưới đất lên. Đây cũng là chiếc kính mà khi người đàn ông đeo kính rời đi làm rơi. Lisa dùng mắt kính và mảnh kính bị vỡ để tạo thành chiếc kính lúp. Quả nhiên, cô đã soi ra được có một hàng chữ in chìm. Câu hỏi 1. Lisa bắt đầu nhớ lại những lời của giám thị. Sau khi tuyên bố về quy định của cuộc thi thì anh ta có hỏi mọi người một câu. Còn ai có câu hỏi nào không? Đúng vậy, đó là câu hỏi duy nhất trong kỳ thi này. Câu trả lời cũng rất đơn giản, chỉ cần trả lời không vấn đề gì thì có thể vượt qua bài thi này. Lúc này, người đàn ông đeo kính bước vào, đi theo sau anh là trưởng ban giám thị. Lisa dường như hiểu tất cả mọi thứ. Cô đi thẳng đến chỗ của hai người và trả lời to, rõ ràng, không, thành công vượt qua bài thi. Hóa ra, người đàn ông đeo kính là giám đốc điều hành thực sự của công ty DATAPGEV và cũng là nhà khoa học đã phát minh ra loại thuốc thần kỳ. Ở nhu cầu cao về thuốc và nguồn cung hạn chế, công ty cần một quản trị viên có khả năng đưa ra những quyết định khó khăn, chú ý đến từng chi tiết đồng thời thể hiện lòng trắc ẩn. Tất cả những đặc điểm trên đều được Lisa thể hiện trong kỳ thi. Viên đạn trúng Black có chứa thuốc chữa bệnh, nên anh ta không chết. Và Lisa đồng ý nhận công việc này, gia nhập công ty DATAPGEV, trở thành người chiến thắng, với mức lương hàng năm lên đến hàng chục triệu đô.